Hôm nay là tôi mua kênh mua bán nông sản đây, cho hiện tại tôi đã có mả tận ở chỗ nưa cao su nha. Hôm nay là chúng tôi cùng với cao su thử thức xem nào có ra nhựa cao su không nha. Lai Châu chúng tôi hiện tại là bây giờ là nông sản là ngô khoai là chưa đến mùa mấy mà tranh thủ vào cao su nha. À nhớ rồi chụp nhựa chọn gì thôi nên tu chờ vô con lồng nhớ trở lại chọc lúc nào chỉ lúc xưa ta xin là về cò là một trăm bốc cừ sợ giả con lồng chỉ tao chịu hay nè tiền lúc nào cuối cho bên một sĩ lại cho xe cho bù lỏ nè à cho nó thì trở lại hải mà tiếp cho tao nành cậu tại lúc xong đó để lúc nào bé tua rồi nữa nó chơi tại đây rồi à dễ thầm mà nói nè ô chọn cái này à cũng cho bé là một sĩ lại cho nè. Muốn bán nông sản Lai Châu chúng tôi là hôm nay là vào chỗ này là để thử thức cạo cao su xem có ra nhựa không nhá. Đây ô dao này hiện như không sắp đấy rồi, mài không đấu chú rồi, lát nữa đi mài lại nha. Đây đây là đã chạy nhá, giò cao su đã chạy đây. Nhìn nước rồi nha. Mọi người xem một tí xem nào đồ nhiều không. Thế bây giờ chúng tôi đi thử cay khắp nha. Chỉ khứ thì chỉ tao nó ra dạ. Thế ở thế này nha chị. Đồ hai tiền của tao. Nó, gần tao nhó. Chị giúp tao trầu. Cho khỏi dù lúc la dù nó thì. Lùa chỉ khứ ra dù trầu khứ nè. Chọn phát nạn nó hết bỏ lỏ mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Những cái này là cái thứ hai đó là tôi đã cậu ấy. Để. Thay một cậu ấy thôi. Đây là do cao su đã chạy nhá. Để. Mẹ dí hết tay tôi rồi đây này. Nông sản Lai Châu chúng tôi hôm nay là rất cao su đã chạy nhựa là cũng rất hay, rất nhiều nhá. Để. Bây giờ vợ tôi đã đi cạo cái dưới này nhá. Đi. Xem này. Chỗ nghĩa chỗ gì, chỗ xanh chỗ rể xanh chỗ tư. Là nó chỉ giới chân đồng. Đồng giả. Đồng giả nó mà cú giới chỗ và giờ tao trò một lại. Ừ. Lại giả chỉ lại lên nó nè. Nên chỉ tập báo chế ta xin nó chế. Ô lò rụt rệt tài là uống cầu nó lò rụt yu nó nè nó chế chỉ ở phú tài nó à nếu mà cái điên nào ấy được nhiều thì càng khả năng muốn cộng một lần là được cái chai này một chai cái cốc này là một cốc của nó là một cân hơn một tí. Nếu cái cây nào chạy nhiều thì được một chai này, một cốc này. Nếu mà cái chai nào ít thì ở cái cây nào không chạy nhựa nhiều thì phải 2 đến 3 ngày mới được một cốc này nha. Thu hoạch cao su Lai Châu là bây giờ hiện tại là nếu mà ai ấy, thích bán ngô này, khoai này, hoặc tài hóa các loại nha. Thì nếu mà anh em nào thích món ngô này khoai này ngô khoai với nghệ các loại nha nhớ gọi tôi nha. Kênh mua bán nông sản Lai Châu lên đấy. Kênh này là bắt đầu chạy xe cái to ở chỗ này có nước một tí phải đổ vứt đi. Hiện tại thì cây này là trồng được 20 na, 20 na là cũng được tầm rộng là tầm 35 phân đến 40 phân nha. Đi, nhớ cao su ở Lai Châu, đã được thu hoạch là như này.
Đây. Nhựa cao su là hiện tại chúng tôi thấy là rất nhiều ở thế gia chúng tôi là cao su là với bột xá là dòng thứ nhất này. Bột xá là bánh kẹo này, chế cái loại gạo rẻ tiền này, các loại luôn là bột xá. Tim bùn bột xá nha. Thứ hai nữa là nhựa cao su là của áo này, mấy cái yếu xe này, vân vân các loại nha. Hai cái này dùng nhiều nhất là ngu là chỉ chăn nuôi thôi, chăn nuôi cho lợn thôi. An bất ngờ, đây là một đống cao su mà đã cậu ra được mấy ngày. Cao su này là để đi mà chế tạo ra mà của áo này vào bi lông các kiểu nha. Bây giờ hiện tại trong thế gia của chúng tôi là dòng nhiều nhất là một là bột xá này, hai nữa là cao su này. Cao su là cao su với xá là để bột xá là vân vân. Hiện tại là tôi đã ở chỗ này, tôi đã đi thu nhặt cao su để cho là đấy, như mọi người thấy tôi đã là này là một mét cao su. Một đây là nếu mà mình dùng thuốc kích thì mùa đia thôi, nếu mà cái chú đống nạ không dùng thuốc kích thì phải mất là 2 ngày. Nhưng mà đi cái này bây giờ không dùng thuốc kích thì mỗi ngày chỉ được bàn này thôi. Nếu mà mình dùng thuốc kích thì một đia là được một chai này. À, nông sản lại cho chúng tôi là đây. Thuốc nhờ mất chia chế tập rồi à, tạo hãy trồng mong sơn lên sơn tù bà con dân tộc Việt Nam chúng tôi nha. Và tao phải trồng cái tin chào mong là cho thì giờ rồi đến nó đấy ạ. Đi bỏ tao tiền sẽ lại cho ta sẽ chỉ tao trộn để cho tao bé à sẽ sai thì nói vậy cho giờ cho ta xin nói dùng tao sắp lại mà giờ cho rồi giờ cho một trào à một con đông nè cho thì tao chỉ cho là cho tí chết thôi dạ thôi trái giờ xí cho là thế là xin nói vậy cho khó và mua cho nhà máy một con đông cái nhà máy một con đông mà giấy cho và giờ dùng tao thì đó là dùng và tha và chơi dạ nè khó dạ nhá không biết tên nào tí này dùng cho là khó tí này à cho là khó không biết tên mà đọc thấp lắm mà giờ cho là một trò à một cò ta xin là biết nó chơi dạ tha thì là xí một cò thằng thằng nè để biết chơi dùng con lùn lại cho dùng cho với một sai cho chơi dạ chỉ hay một trò cho là một trò à chào bà con đông lòng trong suy nghĩ đó. Nãy giờ tiếp lại tao ốp mò là ốp mò thì như tao vô lấy tài nữa, lấy tài rồi chỉ mua lấy ít kỳ này ạ. Hiện tại bằng người xe dùng thuốc kích thì bàn này nè, một điên nha, một điên đường bàn này, cao su lai châu nha. Hiện tại là cao su lai châu là cũng rất là có thu nhập cao nha. Đi hôm nay là tôi muốn bán nông sản lại cho tôi dành được thời gian tôi cứ đi cậu đây cây này gọt thừa này rồi rơi hết đi này. Đấy nè gọt thừa rơi nha. Đây là chị cậu được một đĩa nha dòng thuốc tích đấy thì một đĩa cũng được vào này ăn tới nơi giờ lại tới ít mò nữa giờ thì cứ tao cho ít tài bún gạo nữa lúc tài này vừa chuẩn ít kim tao ít thu lên nữa giờ để cứ cái chỗ nào cứ lọt cả ra để muốn bán nông sản lai châu chúng tôi là xin chào mọi người là mọi người đã quay xem video kết thúc của muốn bán nông sản lai châu chúng tôi mà hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nha. Mọi người nhớ theo dõi chúng tôi là chúng tôi sẽ đi quay video trực tiếp mà đi tự thệ và đi giúp bà con tự thệ với đi muốn bán nông sản lai châu trực tiếp luôn nha. Thì gặp lại mọi người nha.